Em tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em nhé. Thưa quý vị các bác của anh em, trong video clip buổi tối ngày hôm nay em tiến trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta. Em vừa mới về được một số mặt hàng như sau. Trong video này gồm có là một đôi loa JBL màu đen 8340, một đôi loa phải nói một câu, em phải dùng một câu là hàng rất hiếm các bác nhá, hàng rất hiếm. Bởi vì em tiến là rất thích bán những cái màu đen như thế này. Bởi vì nó có một cái giá thành rất là bình dân mà vừa túi tiền. Đấy, và cái điểm ở đây là vừa túi tiền nhưng mà chất âm của nó thì đẳng cấp rất là hay. Một trong những đôi loa Mỹ nòi được sản xuất tại Mỹ các bác nha. Một loa bass 25 và một loa tép kèn hai lỗ thông hơi. Các bác nha, một đôi loa có chất âm cực kỳ hay luôn. Và đôi loa này thì có lẽ là nó vắng bóng trong cửa hàng em tiến khá lâu, có lẽ là em nghĩ là gần một năm nay, hôm nay mới vớ được một đôi các bác nhá, gần một năm nay, năm nay mới vớ được một đôi. Còn những dòng loa này, em bắt đầu bên kia có phát nào họ báo em thì em lấy ngay, kể cả là về được bao nhiêu đôi em cũng lấy hết. Nhưng mà hôm nay duy nhất cho quý vị nhá, về được mỗi một đôi này, mỗi một đôi thì các bác nhá. Rồi một đôi loa hoàn mỹ zin từ Anet, đẹp một đẹp ơi là đẹp luôn. Và tiếp theo, mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với dây loa và dây AB Nhật cũng như là dây giác bắp chuối các bác nhá. Thì ở đây, thưa quý vị các bác của anh em chúng ta, một trong những cái dây AB Nhật em về thường xuyên luôn các bác nhá. Thì thoảng bên kia họ gom cho em là được một vài trăm sợi, là trong cái đó cứ ví dụ là họ gom được tầm nửa tháng thì được 100-200 sợi đó họ lại gửi về cho em. Thế thì thưa quý vị các bác của anh em chúng ta, đây là những dây AB Nhật các bác nhá. Em khuyên các bác là lên dùng những dòng dây như thế này. Nếu các bác có điều kiện hẳn nhá, thì các bác dùng những dòng dây mà tiền triệu hay vài triệu thì em cũng nói. Đấy. Thế nhưng mà đối với những cái dòng dây mà kể cả các bác không biết mua nhá, mua ở chợ hay là ở những các cái điểm mà người ta bán ấy, mà những cái dòng dây mà tầm 500-600 ấy, thì những dây đó thì em khẳng định với quý vị các bác anh nhà chúng ta là cũng toàn là dây gia công thôi. Dây gia công có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là dây người ta tự xướng các bác nhá, tự xướng tức là người dân Việt Nam chúng ta là tự làm ra đấy các bác nhá. Cũng bán 500-600 nó chỉ to thôi nhưng mà cái chất lượng của nó không thể bằng. Em dám khẳng định với quý vị các bác anh nhà chúng ta là chất lượng không thể bằng những cái dây này được các bác nhá. Không thể bằng dây được. Khẳng định một câu với quý vị các bác anh nhà chúng ta thôi. Mà các bác anh nhà chúng ta phải mua những sợi dây đó khoảng 500-600. Đấy. Thì thưa quý vị các bác và anh em chúng ta, em đã nói trong nhiều video clip đó là chúng ta chơi loa thì chúng ta đừng tiếc tiền mua những sợi dây AV như thế này và những cái sợi dây loa đến từ Nhật như kia và những cái dây bắp chuối các bác nhá, hàng bãi. Đó là hàng bãi bên nước ngoài họ thải ra, thế nhưng mà dùng và Việt Nam chúng ta dùng thì trừ khi là bổ là chuột bọ nó cắn thôi, về nhà các bác chuột bọ nó cắn thôi, chứ còn đâu các bác dùng nhá đến mấy chục năm nữa nó không hỏng luôn. Nếu mà các bác như em tiến ở nhà em tiến là dùng thật, các bác là cứ cắm ra cắm vào suốt, mà có những cái dây mà em dùng đến chục năm nay vẫn còn nguyên các bác nhá, cắm chục năm nay vẫn còn nguyên. Còn đâu là thật sự mà nói là đến như các bác dùng ấy chỉ sợ chuột cắn thôi, chứ còn đâu các bác dùng các bác cắm nguyên một chỗ nhá, nó còn bền nữa các bác nhá, bền không phải, bởi vì nó không phải rút ra rút vào mà. Còn em tiến thì cứ rút ra rút vào suốt anh em nhá. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, em tiến vẫn có một những cái đơn hàng, tức là 200.000 cho 5 sợi dây các bác nhá, 200.000 cho 5 sợi dây AV đến từ Nhật. Gồm trong 5 sợi dây này gồm có là 3 sợi dây dài thì nó ví dụ dài nhá là dài từ 80 phân. À, dài 80 này, 1 mét rồi trên 1 mét. Đấy, trong có 3 sợi dây dài nó là cái khuôn dài như thế nhá. Còn hai sợi dây ngắn thì nó rơi vào tầm độ 50 phân và 60 phân các bác nhá. Nếu ví dụ như những sợi dây ngắn mà các bác trồng một con âm ni hay một con nọc hay một con đầu đĩa lên 3 thớt như nhau thì cái sợi dây 50-60 phân nó các bác cắm như thế này, trồng âm ni như này cắm thoải mái anh em nhá, cắm thoải mái. Đấy. Còn đâu những sợi dây 80 phân rồi trên 1 mét thì em sẽ đưa cho các bác 3 sợi, là trong cái đó tổng đơn hàng là 200.000 5 sợi dây, có 3 sợi dây dài và 2 sợi dây ngắn. Và khi mà các bác mua dây AV thì các bác vui lòng chuyển đủ tiền cho em tiến là 200.000. Và sau khi nhận hàng thì các bác bỏ thêm ra là tầm độ 25.000 cho tới 30.000 nữa các bác nhá. Tổng vị trí khi các bác nhận được 5 sợi dây AV của em tiến, các bác sẽ mất tầm độ 225.000 cho tới 230.000 tổng thể các bác nhá. Rồi ok. Thưa quý vị các bác của anh em. Còn đây là dây Kenwood đến từ Nhật các bác nhá. Dây Kenwood đến từ Nhật, thương hiệu Kenwood anh em nhá. Đấy, dây rất là to và bền chắc chắn này. Dây này em đang test nhá. Hôm nay em về được hai bộ các bác nhá. Hai bộ này đồng cực kỳ to luôn này anh em ơi. Sợi dây đồng cực kỳ to luôn.
Đấy, sợi đồng cực kỳ to nhá. Thì cái chất liệu của những sợi dây đồng này thì có cho nó có âm thanh, nó cho giải rất đều các bác nhá. Những sợi dây đồng này. Thì thưa quý vị các bác, anh em chúng ta em bán sợi dây này, bộ dây này là 800.000. 800.000 hơn 3 mét một vế các bác nhá. Hơn 3 mét một vế, tổng thể là hai sợi dây này mỗi là hơn 6 mét các bác nhá. Hơn 3 mét, em khẳng định quý vị các bác, anh em chúng ta là hơn 3 mét một bên luôn, một bên loa anh em nhá. Còn đâu là dây, đây là dây rắc các bắp chuối hàng bãi về từ bên Nhật nhá. Thì là cái dây này này cũng là cái dây này nhá, là vị trí là xem nào, cái dây này em bán cho quý vị các bác các anh em chúng ta là 40.000 một cái các bác nhá, 40.000 một cái. Thì vị trí là các bác mua cứ 40.000 một cái, 40.000 một cái thì các bác mua là em ship bộ là 4 cái nha. 4 cái là vị trí là 4416 các bác nhá. 4416 tức là 160.000. 160.000 4 cái này. À. Đây 4416 này. Đây một bộ là ra từ âm ly này và ra loa. Đấy của một bên, loa, đây là một bên loa. Còn đâu các bác mà dùng nhá mà không muốn cắm từ âm ly ra nhá thì các bác có thể là kết nối là xoắn dây trực tiếp vào âm đi, còn lại là hai đầu này cho ra mỗi một bên loa. Thì cái này cũng là một bộ luôn anh em nhá, 40.000 một cái anh em nhá. Anh em mua bao nhiêu cái thì báo em tiến. Còn bây giờ thì mời quý vị các bác các anh em chúng ta đến với bộ sản phẩm, đó là đôi loa JBL model là đi 43 model là 8340 các bác nhá, 8340 thùng gỗ, có cái lớp gạt để chỉnh tiếng sitte và molo, chỉnh âm trầm và âm cao ấy. Đây này, cái rắc này nhá, hiện tại là em cũng đang cắm để test cho anh em nhé. Cái rắc này, cái rắc bắp chuối vừa rồi ấy, em bán 40.000 cái này em đang test đây. Còn đây là dây Kenwood, đây dây Kenwood đây các bác nhá, em cũng đang test cho anh em. Anh em về hai bộ mà nó đều như nhau là trên 3 mét anh em nhá. Một đôi loa JBL 8340 tuyệt đẹp các bác nhá, đẹp lắm luôn đây anh em nhá. Là nghe và hát karaoke chất âm tuyệt vời rồi. Hàng được sản xuất tại Mỹ các anh em nhá. Không đầy công suất, có trở kháng 8 ohm. Đây. Marenuda. Các nhá, Marenuda. Rồi ok. Thì đối với đôi loa này là cái e căng của một bên là em để bên này. Đây cái e căng đây, lành nặng này. E căng nhá. Còn ở bên này em tháo nốt e căng này. Sở dĩ là em tiến là tính cẩn thận nên là đậy ngay ban đầu và để cho anh em chúng ta dễ hình dung về một cái đôi loa mà trước khi các bác các anh em chúng ta định dinh nó vào xem là cái kiểu dáng nó như thế nào các bác nhá. Rồi. Rồi ok. Một loa bát có đường kính 25 các bác nhá. Chất liệu bằng giấy kết hợp sợi thủy tinh, bát 25. Rất đẹp này, tuyệt đẹp luôn. Đây là tép kèn, hai lỗ thông hơi. Các bác các anh nhà chúng ta muốn xem nội thất của nó thì hãy vào Zalo số điện thoại trên tấm biển 0966603183 nhé. Em sẽ gửi nội thất cho quý vị các bác các anh nhà chúng ta xem trước khi anh em xuống tiền mua anh em nhá. Đây là dây Kenwood và cũng rắc bắp chuối này. Đây rắc bắp chuối này các bác nhá, rắc bắp chuối này. Em đang cắm tép đấy nhá. Đây rắc này này. Đấy, bộ rắc này em đang cắm tép. Rồi anh em nhá. Rồi. Thì bộ rắc này là em cắm từ đít âm đi của con 2000 ra. Các bác nhìn này. Đấy. Âm đi 2000 em cắm rắc bắp chuối này. Các bác nhìn không? Đấy anh em nhá. Con âm đi trong video này thì em Tiến đang phối ghép test bộ âm thanh theo yêu cầu của một vài bác khách có yêu cầu em test con âm đi Dalong PMA 2000 Mark 4, tức là 2004 mã đấy. Thì bây giờ em xin được vào báo giá cho đôi loa nhé. Đôi loa JBL model 8340 được sản xuất tại Mỹ, Mỹ nồi, có trở kháng 8 ohm, loa zin nguyên bản. Đôi loa này thì em Tiến bán với giá là 6.200.000 các bác nhá, 6.200.000 giá tại cửa hàng em Tiến không bao gồm cước vận chuyển anh em nhá. Và tiếp theo, đây là chiếc đầu Bioner Modern PDR-D5 có một cái mức giá là 3.400.000 các bác nhá. 3.400.000. Nó chạy đĩa CD và kiêm giải mã không mồi các bác nhá. Mặt bằng tranh để với chiếc âm đi rất đẹp. Cùng với lại chiếc âm đi, đây chiếc âm đi thì âm đi này, những dòng âm đi này thì quý vị các bác anh em ra thân mến nhá. Là em bao zin và bao đẹp thiếu hộp xốp các bác nhá. Bao zin và bao đẹp thiếu hộp xốp, không tìm thấy một vết tích nào luôn ở trên mặt con âm đi này và xung quanh âm đi, từ trong ra ngoài đẹp cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhá. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, chiếc âm đi Dalong PMA, chiếc âm đi Dalong Modern PMA 2004 mã, điện 100V công suất 275W.
mặt vàng chanh. Chiếc ly này em bán với giá 17 triệu 500 anh em nhé, 17 triệu 500. Đôi loa JBL Model 8340 có giá là 6 triệu 2. Còn chiếc âm ly Đà Lông PMA 2025 mã, trưa nay sáng nay em làm video, trong buổi sáng nay em lên video đã mở nội thất chiếc âm ly này ra rồi nha anh em nhé. Thì chiếc âm ly này có giá đâu 11 triệu 300 ấy các bác nhá, 11 triệu 300. Đấy. Tình trạng xước xíu lông mèo đây, còn nó tất cả bao zin đẹp keng các anh em có tìm lại video trước video này để anh em xem nội thất của con 2000 Mark 2 này mà các anh em nhá. Ngoài ra anh em 940V. Đi Đà Lông PA 940V bao zin bao hoạt động hoàn hảo cho quý vị các bác anh em, chúng ta giá 9 triệu 6 anh em nhá. Đấy, chiếc đi Đà Lông PA 940V này. Rồi bây giờ thì mời quý vị các bác của anh em chúng ta hãy lắng nghe âm thanh. Và các bác có nhu cầu muốn mua dây AV hay là dây loa hay là rắc bắp chuối, rồi là các dòng loa trong video này thì alo sớm cho em Tiến nhá, 0966603183 nhá, số điện thoại em dùng Zalo. Em ở địa chỉ em là Hiến Thành Kinh Môn Hải Dương, em ở gần nhà thờ Giáo xứ Mỹ Động nhá. Cảm ơn các bác, quý vị các bác của anh em. Bây giờ mời anh em cùng nghe nhạc này. Vùng yêu thương kết nụ tầm xuân.
con rằng em phép nhận lời nguyền đời trai giống núi sông. Bao ưu ái truyền của lòng em nén nơi trùng phong trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương con giang dở và còn những ngày cảnh ngần, em là tổ tiên ngày đêm trong xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xứ quý lưu dòng. Em anh yên lòng, an phận người thương chờ mong. Mai kia thanh bình chờ vui ấm em. Anh xin vì em đáp đền nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăm đắm say. Cỏ hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương.